Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thân nhân bị hành hung khi đi thăm tù nhân lương tâm ở trại 6 Nghệ An. Hôm 12 tháng 7, các nhà hoạt động cho chúng tôi biết thân nhân của các tù nhân lương tâm và những người ủng hộ đồng hành cùng bà Nguyễn Thị Kim Thanh khi trên đường đến trại giam số 6 ở tỉnh Nghệ An để thăm chồng, bà là ông Trương Minh Đức, thì bị một nhóm người mặc thường phục, trong đó có cả cán bộ trại giam, tấn công, đánh đập, gây thương tích. Nhà hoạt động Trịnh Bá Phương cho chúng tôi biết, ông Trịnh Bá Khiêm và bà Cấn Thị Thêu, cha và mẹ của anh có mặt trong đoàn này đã bị hành hung với một số người khác. Hôm nay, bố mẹ tôi cùng một số nhà hoạt động dân chủ cùng thân nhân các tù nhân lương tâm, trong đó có cô Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của tù nhân lương tâm Trương Minh Đức, có đến trại giam số 6 Nghệ An để thăm nuôi. Khi đến cổng trại giam thì phía công an đã cho một chiếc xe ben để chặn cổng lại, khiến cho cả đoàn phải xuống xe ô tô và đi bộ để tiến đến trại giam. Khi đi được đoàn thì công an Nghệ An đã tổ chức khủng bố, đánh đập rất tàn bạo. Đoàn đi thăm bố tôi là Trịnh Bá Khiêm đã nhận ra được ngay người trong số những người tấn công chính là quản giáo trại A6. Anh Hoàng Đức Nguyên cũng có cha mẹ tham gia vào đoàn thăm tù nhân lương tâm ngày 12 tháng 7 nói với chúng tôi. Cha mẹ tôi có tham gia đồng hành cùng đoàn này, họ bị đánh đập rất nhiều, như trường hợp của chú Huỳnh Ngọc Chênh, cô Nguyễn Thúy Hạnh, chú Trịnh Bá Khiêm cũng bị đánh, cướp tư trang và điện thoại. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh, người đồng hành trong chuyến thăm này, viết trên Facebook cá nhân: trên đường vào trại giam số 6, đồng hành cùng các tù nhân lương tâm đang tuyệt thực tại đây, cả đoàn chúng tôi bị đàn áp, đánh đập tàn khốc. Riêng ông Huỳnh Ngọc Chân bị đánh hội đồng tới 3 lần, bị cướp toàn bộ tiền bạc, giấy tờ tùy thân và điện thoại iPhone. Chúng nó là an ninh, quản giáo và tù hình sự trại 6 dưới dạng côn đồ. Nhà hoạt động, nhà báo tự do Huỳnh Ngọc Chân phát biểu trong một video truyền trực tiếp trên Facebook cá nhân của nhà hoạt động Trương Dũng: côn đồ ở trại giam số 6 xông ra đánh tôi đầu tiên và đánh tôi rất nhiều, cướp đi một điện thoại, một bóp, trong đó có 1 triệu đồng và tất cả các giấy tờ. Vì tôi đòi lại nên chúng đánh tôi nữa. Chúng đánh tôi tất cả 3 lần, mỗi lần có 5 đến 6 tên đánh. Nhà hoạt động Nguyễn Thúy Hạnh thông báo trên Facebook cá nhân: chị Nguyễn Thị Kim Thanh không những không được thăm chồng mà còn bị đối xử hung bạo, bị đập điện thoại, bị đe dọa và dồn đi bộ ra tận quốc lộ rồi áp giải về Vinh. Chúng tôi chưa liên lạc được với giám thị trại giam số 6 tỉnh Nghệ An để tìm hiểu về việc này. Anh Trịnh Bá Phương nói với chúng tôi rằng đây là một vụ hành hung nghiêm trọng đối với các nhà hoạt động và thân nhân của các tù nhân lương tâm. Anh cho biết đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã hỏi thăm gia đình anh ngay sau khi vụ việc xảy ra hôm 12 tháng 7. Ngay sau khi sự việc xảy ra ít phút thì phía đại sứ quán của Hoa Kỳ đã trực tiếp gọi điện hỏi thăm. Họ rất quan tâm đến vụ việc này và hỏi thăm các tù nhân lương tâm tuyệt thực kéo dài ở trong trại. Sự quan tâm của phía Mỹ là rất cần thiết và kịp thời để bổ sung vào hồ sơ vi phạm nhân quyền của Cộng sản Việt Nam. Trước đó, ngày 9 tháng 7 tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ của tù nhân lương tâm Trương Minh Đức, đã có gặp các đại diện của Đại sứ quán Hoa Kỳ, Úc và Liên minh châu Âu để trình bày về việc các tù nhân lương tâm trại giam số 6 huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An vẫn còn đang tuyệt thực. Tính đến nay, họ đã tuyệt thực 30 ngày, theo trang Facebook của bà Thanh. Bà Thanh viết, đại diện các sứ quán Mỹ, Úc, EU cũng đều bày tỏ lo ngại về tình trạng tù nhân lương tâm, nạn nhân bị ngược đãi trong các trại giam ở Việt Nam. Ngoài hỏi han về tình trạng của ông Trương Minh Đức và bạn tù, họ cũng hỏi thông tin về Hoàng Bình, Nguyễn Bắc Chuyển và Nguyễn Văn Hóa. Họ đều biết đến việc Hóa bị kỷ luật, biệt giam, cùm chân, còn Hoàng Bình và các anh em khác đã phải tuyệt thực để tìm cách bảo vệ em Hóa. Cũng trong diễn biến liên quan, trong ngày 10 và 11 tháng 7 ở thủ đô Washington, các tu sĩ Việt Nam bao gồm Linh Mục Lê Quốc Thăng, Thượng tọa Thích Vĩnh Phước cùng các đồng sự gốc Việt tại Mỹ đã có cuộc gặp gỡ các nhà lập pháp Hoa Kỳ để vận động cho nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam. Một trong những người cáo buộc
bị hành hung gần trại 6 Thanh Chương, tỉnh Nghệ An nói với chúng tôi rằng các vụ đánh người thế này đã có tiền lệ. Chiều 12 tháng 7, trên mạng xã hội xuất hiện cáo buộc rằng một nhóm khoảng 2 đến 40 người, xin lỗi các bạn, khoảng 20 người đi thăm tù nhân bị hành hung gần cổng trại 6 Thanh Chương. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh số tù nhân ở trại 6 và trại 5 được cho rằng đang tiếp tục tuyệt thực phản đối sự ngược đãi. Hôm 13 tháng 7, bà Nguyễn Thúy Hạnh, một người đi trong nhóm này, nói với chúng tôi: chiều hôm đó, chúng tôi từ Hà Nội đến trại giam số 6 để thăm và đồng hành cùng các tù nhân lương tâm đang tuyệt thực ở đây. Khi đến cách trại 6 khoảng 2 km thì một chiếc xe tải đỗ chình ình cản đường. Chúng tôi đành phải đi bộ. Được khoảng 300 m thì có một đoàn khoảng 50 người mặc thường phục, tay cầm gậy gộc và mũ bảo hiểm đi ngược lại. Một người trong số họ bảo không cho chúng tôi đi tiếp. Khi tôi hỏi các anh là ai, có quyền gì mà cấm chúng tôi thì ông ta tát tôi. Trong nhóm chúng tôi có Trịnh Bá Khiêm là cựu tù ở trại 6 nên nhận ra ngay gương mặt của giám thị và tù hình sự trong số những người kia. Họ lùa chúng tôi quay lại rồi người tát tôi lúc trước xông vào đấm đá túi bụi chồng tôi, ông Huỳnh Ngọc Chênh. Tôi lao vào can cũng bị đẩy xuống mương rồi đánh tiếp. Những người còn lại trong số họ đánh tất cả mọi người trong đoàn, hầu hết là người lớn tuổi, phụ nữ và trẻ con. Một người trong nhóm chúng tôi, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, vợ tù nhân lương tâm Trương Minh Đức, vừa không được thăm chồng, vừa bị đánh, vừa bị đập bể điện thoại. Tôi nghĩ vụ hành hung này là có chủ trương từ trước. Tôi đang làm đơn đòi lại toàn bộ giấy tờ của hai vợ chồng và tài sản bị cướp trong vụ này. Bà Hạnh cũng cho biết thêm, trại 6 khét tiếng trước nay là nhà tù hà khắc, đặc biệt đối với những nhà bất đồng chính kiến. Chúng tôi cho rằng có thể là vì các tù nhân lương tâm vẫn đang tiếp tục tuyệt thực nên họ mới khủng bố chúng tôi mà không cho chúng tôi vào gặp như vậy. Mà như thế là có nghĩa rằng họ chưa đáp ứng nhu cầu lắp quạt trong trại giam trời nắng nóng như thế này. Cũng trong ngày 13 tháng 7, bà Cấn Thị Thêu, người chứng kiến toàn bộ vụ việc hôm 12 tháng 7, nói với chúng tôi: tôi muốn nói rằng vụ hành hung hôm 12 tháng 7 cho thấy sự vi phạm trầm trọng về nhân quyền, quyền tự do đi lại của người dân. Chúng tôi đến trại 6 chỉ muốn bày tỏ phản đối sự ngược đãi tù nhân lương tâm trong lúc trời nắng nóng lên tới hơn 40 độ. Vụ này cũng khiến tôi nhớ lại lần đón chồng tôi, ông Trịnh Bá Khiêm ra tù ở trại 6 hồi năm 2015. Thời điểm đó, hai con trai tôi cũng bị đập gậy vào người tàn ác như ngày hôm đó. Hôm 13 tháng 7, chúng tôi liên hệ với trại 6 Thanh Chương, Nghệ An, nhưng người trực điện thoại cúp máy ngay sau khi nghe phóng viên đặt câu hỏi. Gia đình nhà anh Trương Minh Đức vào trại 6, huyện Trương Mỹ, tỉnh Nghệ An để đồng hành cùng với gia đình nhà anh trong những ngày qua anh bị đàn áp bằng việc là cắt điện, và trong khi đó là anh đã tuyệt thực cũng đã gần một tháng nay. Vậy ngày hôm nay chúng tôi vào trong trại 6, khi chúng tôi vào từ đường mòn Hồ Chí Minh rẽ vào trại khoảng được 500 mét thì họ cho một chiếc xe tải chặn đường, không xe cho xe cho chúng tôi của chúng tôi vào. Sau đó chúng tôi đi bộ tiến vào bên trong thì họ cho một lực lượng rất hùng hậu từ 4 đến 50 thanh niên lực lưỡng dàn trận, mà sau đó là tấn công đánh anh Huỳnh Ngọc Chân tất cả là 3 lần, mà tiếp tục là chị ai người ta đã họ xông vào họ đánh chị Nguyễn Thúy Hạnh. Hiện đây tất cả những cái vết thương tích của chị Nguyễn Thúy Hạnh đây, Nguyễn Thúy Hạnh đây. Đây máu chảy máu ở mồm. Đấy. Hết sức là tàn ác. Vậy rất là mong cộng đồng trong và ngoài nước mà hãy lên án cái sự hành xử bất nhân của nhà cầm quyền. Đây đây tiếp đến là anh Huỳnh Ngọc Chênh. Hiện tại là chúng tôi đang ở trên đường để chúng tôi chờ nhà thầy giáo Vũ Hùng. Vâng, đây đây hiện tại giờ cái vết thương của anh Huỳnh Ngọc Chênh. Giáo Văn Hùng đang ở trại giam. Đây đây là chị Bình.
Chị Nguyễn Nguyên Bình là con gái của Nguyễn Trọng Vĩnh, ngày hôm nay cũng đồng hành đi cùng với tôi để thể thăm anh Trương Minh Đức, mà chị bản thân chị cũng đã bị bọn côn đồ, công an giả danh côn đồ mà đánh chị Nguyễn Nguyên Bình đấy. Đây, đây là chị sông quê. Vâng, đến lần thứ hai khi mà bọn chúng nó xô vào để đánh anh Huỳnh Ngọc Trinh thì phụ nữ chúng tôi cũng lao vào để can và để giải cứu cho anh, thì một thằng quay lại đạp tôi ngã ngửa ra đường, tức là bật cả kính, bật cả túi đồ, và chúng nó cướp giật với một số thứ đồ của chúng tôi. Và chúng tôi, trong đoàn của chúng tôi thì hầu hết tất cả mọi người đều bị đánh, nhất là các đàn ông, tất cả nam giới là đều bị bọn chúng nó là gây sự. Không có lý do gì, chúng nó cũng cứ gây sự, xong rồi chúng nó đánh nam giới. Và quay ra là đánh hết nam giới, rồi đánh ra cả phụ nữ, bà già nó cũng không tha. Đánh tất cả mọi người, hầu như thế. Người thì bị đánh nặng, người thì bị đánh nhẹ, nhưng hầu hết là đều bị đánh. Trong đó có chị Nguyên Bình là bị nó đánh, còn bật cả kính đi và tím cả mặt lên. Vâng, cảm ơn chị. Còn còn đây, đây đây là vết thương họ bọn côn đồ và công an sảnh của giả danh côn đồ. Hôm nay tôi là bị nhiều trận. Trận đầu tiên là Facebook nó chặn tôi 7 ngày. Và tiếp theo là tụi côn đồ ở trại giam số 6 xông ra đánh tôi. Nó đánh tôi đầu tiên, còn đánh tôi nhiều nhất, cướp tôi một cái điện thoại và cướp đi một cái bóp, trong đó có 1 triệu đồng và tất cả cái giấy tờ. Và vì tôi đòi lại cái đó nha, còn đánh tôi nữa. Nhưng mà đánh tôi tất cả là 3 lần, và mỗi lần đánh là 5-6 thằng. Thì sao tôi muốn đòi là cái bóp, với tôi nói tôi vay ngon về từng thằng một, cái đó ta đôi. Nhất là cái thằng áo xanh, tức là hàng nhát đánh tôi nhiều nhất. Quần cộc bằng áo xanh. Tôi chỉ mặt nó, tôi bảo ra đánh tao đâu với tôi, nó không dám, nó trốn ở trong. Thì sau đó cử thằng bộ đội mặc đồ bộ đội ra rồi đánh tôi, đánh tao đâu với tôi. Nhưng mà thằng đó hồi trước chưa đánh với tôi. Tôi muốn đánh là đánh với cái thằng hàng nhất đó. Trong cái đó, nhưng khi tôi thách thức quánh tao đâu thì nó không dám. Đấy, anh, tuy nhiên tôi cũng bị đánh tất cả 3 lần, đánh hội đồng 3 lần. Mà chính vì tôi bị đánh nhiều nha, anh chị em cũng đỡ bị đánh hơn. Khi anh mẹ chị em xong cứu tôi thì nó có đánh anh chị em, mỗi người đánh cũng khá nặng. Ai cũng bị xe xác. Nói chung là rất cảm ơn cái tinh thần. Đây này là cái vết thương, đây đánh anh Huỳnh Ngọc Trinh là sưng hết cả mắt tím, cái cộng đồng nhìn rõ mắt anh bị sưng. Còn rất cảm ơn. Nói về cái chuyện mà đầu chúng lứa đường chúng nó ngăn chặn không cho chúng tôi vào trại, thì chúng nó bảo đây là đường làng của chúng nó. Đến khi có 2 công an mặc sắc phục hẳn hoi đi đến thì mới bảo các anh phải can thiệp không cho những cái lũ này chặn đường chúng tôi, bởi vì chúng nó chẳng có chức danh gì cả, chúng nó chẳng có giấy tờ, chẳng, nó là một cái người rất là bình thường, nó không có cái gì chức năng để mà ngăn chặn, thì công an lại cứ thế bỏ đi. 2 anh công an mặc sắc phục hẳn hoi, tôi không kịp nhìn được quân hàm là cái gì. Mình cũng chưa kịp nhìn quân hàm là cái gì. Vâng, cảm ơn chị. Và không những thế mà ngày hôm nay họ đánh cả anh Nai Tiến Sơn. Đây, họ đánh lại anh Nai Tiến Sơn cùng đi cùng với chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đi cùng đoàn ấy. Đến cái thì gặp bọn côn đồ ra chặn đường, nó bảo không cho vào làng đó. Mà lên trên đường đi vào trại 6 thì chúng nó chân chụp ảnh hay là nhảy vào đánh cái chân và đánh mọi người, cứ đàn đông đánh, ai vào ngăn thì đánh, nó đông quá. Mà anh em toàn những người nhiều tuổi, mà đông người, ít người đi, hôm nay là 20 người, cho nên chúng nó phải đến 40-50 người đánh. Cho nên là tôi bị chúng nó đánh, mới cháy vào tai, vào mặt, nó tai giờ đang u. Nhưng mà qua đi thấy biết là cái trại giam này là cái trại giam dạng gọi là nhà tù phát xít, chứ không phải nhà cái cải tạo của xã hội chủ nghĩa. Vâng, cảm ơn ạ. Đây, ngày hôm nay họ đánh tiếp cả anh Nợi, là bố của tù nhân lương tâm Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Đây, anh Nợi hôm nay cũng bị đánh.
giới thiệu vậy được rồi. Đây, hôm nay tiếp là nó đánh cả hai vợ chồng chị Cấn, chị Theo. Đây, hôm nay nó đánh cả của gia đình chị Cấn, chị Theo, chị có nó điều đánh, gì muốn nói đánh, truyền thông? Đánh chồng tôi ạ. Tôi đi gần chồng tôi thì tôi thấy là nó chẹt cổ chồng tôi, nó đánh rất là nhiều vào đầu và cổ và mặt chồng tôi. Thì tôi cơi lên thì nó cũng định đánh cả tôi. Và hôm nay nó đánh rất là nhiều người trong cái đoàn mà chúng tôi vào thăm tù nhân lương tâm ở trại 6 ạ. Và ngoài ra thì ngày hôm nay thì họ thì chúng nó cũng đánh cả tôi, chảy cả máu tai đây, chị Thiêu cầm hộ đây. Vâng ạ, đây, đánh anh Dũng đây ạ. Đánh anh Dũng đây ạ. Đây ạ. Đánh anh Dũng rất là tàn khốc, mà ngoài cái đánh này là nó còn đánh vào người, vào mặt và đầu rất là nhiều. Cái chảy máu này, nhưng mà nó tôi thấy là nó đánh anh Dũng ngã rúi xuống. Nó toàn nó tôi thấy toàn thấy là nó đá 3-4 thằng, nó đá vào bụng anh Dũng, nó đá vào bụng và ngực anh Dũng. Thì cứ người nào mà đàn bà mà ứng gần đấy là nó đánh hết tất cả những người ở Nghệ An là bị đánh rất là nhiều ạ. Vâng, rất cảm ơn cộng đồng đã quan tâm. Mười hai.